Chào đón quý vị đã quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin trong ngày. Và sau đây Ngọc Quỳnh sẽ đến với quý vị qua phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Hạ viện có thể luận tội Tổng thống Donald Trump thêm lần nữa. Luật sư Hạ viện Douglas Leder cho biết trong hồ sơ đề lên tòa liên bang vào hôm thứ Hai, một cuộc luận tội lần thứ hai có thể cần thiết nếu Hạ viện phát giác ra chứng cứ mới về việc Tổng thống cố tình cản trở các cuộc điều tra hành vi của ông. Luật sư Leder đưa ra lập luận này trong phạm vi cuộc điều tra của tòa phúc thẩm liên bang nhằm xác định liệu dân chủ có cần đến lời khai từ cựu cố vấn pháp lý tòa Bạch Ốc là ông Don McGahn sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, hai điều khoản, lạm quyền và cản trở quốc hội hay không. Đây là hồ sơ đầu tiên liên quan đến luận tội do Hạ viện đệ lên tòa kể từ khi các nhà lập pháp bỏ phiếu luận tội ông Trump theo lằn ranh đảng phái về những cáo buộc từ nỗ lực gây áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ dân chủ. Hồ sơ được đệ lên tòa chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp tranh cãi bỏ phiếu luận tội làm suy yếu hồ sơ khiếu nại của các nhà lập pháp đòi cố vấn McGahn, nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ra khai. Tòa Bạch Ốc giữ lại viện trợ ngay sau khi điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky. Theo bản tin của BBC News hôm Chủ nhật 22 tháng 12, điện thư của giới chính phủ và phải tiết lộ Tòa Bạch Ốc giữ viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ 91 phút ngay sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Zelensky hồi tháng 7. Điện thư này do một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc gửi ra yêu cầu Ngũ Giác Đài ngừng việc chuyển giao chiến cụ cho Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine phải mở cuộc điều tra đối thủ chính trị của ông ở phía đảng Dân Chủ là Joe Biden. Phía Dân Chủ nói cuộc điện đàm cho thấy Tổng thống Trump dùng chức vụ của mình cho mục tiêu chính trị cá nhân. Tổng thống Trump đã bị Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội với hai tội danh là lạm quyền và cản trở quốc hội. Trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng điện thư này chứng tỏ nhu cầu phải đưa thêm nhân chứng và các chứng cứ mới ra trước cuộc luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện. Vẫn tin liên quan, thưa quý vị, trưởng khối đa số Thượng viện McConnell không loại bỏ việc có thêm nhân chứng. Trưởng khối đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vào hôm thứ Hai 23 tháng 12 nói rằng ông không loại bỏ việc có thêm các nhân chứng được mời ra trong phiên luận tội Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên cũng nói rằng ông không thấy cần phải có thêm lời khai. Tuy nhiên, phiên xử ông tại Thượng viện hiện chưa biết bao giờ mới diễn ra vì có sự bất đồng ý kiến về phương cách tiến hành. Ông McConnell nói rằng ông không loại bỏ việc có thêm các nhân chứng và muốn phiên xử lần này được tổ chức như lần xử Tổng thống Bill Clinton. Trong lần đó, Thượng viện bỏ phiếu 100-0 về cách tiến hành cuộc luận tội gồm 2 tuần lễ trình bày và tranh luận rồi sau đó mới gọi nhân chứng. Khủng hoảng Max 737 kéo dài, Tổng giám đốc Boeing từ chức. Tổng giám đốc công ty Boeing, ông Dennis Muilenburg, hôm thứ Hai 23 tháng 12 loan báo từ chức, trong lúc không thấy có giải pháp gì sớm để chấm dứt cuộc khủng hoảng liên quan đến loại phi cơ Max 737 đang bao trùm lên công ty sản xuất phi cơ này của Hoa Kỳ. Hội đồng quản trị công ty Boeing nói thay đổi trong thành phần lãnh đạo là điều cần thiết để tái lập sự tin tưởng vào công ty Boeing, trong lúc phải có biện pháp củng cố mối quan hệ đang lung lay cả với khách hàng và các công ty làm ăn chung, cũng như với giới thanh tra hàng không Mỹ, sau khi xảy ra vụ hai phi cơ Max 737 bị rớt, làm 346 người thiệt mạng. Boeing gặp sự chỉ trích nặng nề từ Quốc hội Mỹ cũng như các nơi khác về tiến trình vẽ kiểu, cũng như thử nghiệm và lắp ráp loại phi cơ này. Và từ khi bị cấm bay đến nay, công ty Boeing chưa xác nhận được là bao giờ mới có thể cấp giấy phép để cho các chiếc Max 737 bay trở lại. Tuần qua, công ty Boeing loan báo sẽ tạm ngừng sản xuất Max vào đầu tháng Giêng. Vẫn tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, tỷ phú Bloomberg mở văn phòng vận động tranh cử ở 3 tiểu bang quan trọng. Ông Michael Bloomberg, ông trùm truyền thông tỷ phú, hiện đang vận động để trở thành đề cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Hôm thứ Hai đã mở văn phòng vận động tranh cử ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, 3 tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm tới. Ban vận động của cựu thị trưởng New York cho biết họ cũng mở chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nhắm vào Tổng thống Trump và vận động cử tri ở 3 tiểu bang dao động. Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, nơi cử tri ủng hộ Tổng thống Barack Obama trong cả năm 2008 và 2012, là những chiến thắng then chốt giúp đưa ông Trump đến chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Bloomberg nói, cách duy nhất sẽ đánh bại ông Trump trong tháng 11 tới là mở các cuộc vận động toàn quốc ở những tiểu bang dao động bắt đầu ngay lúc này. Ông Bloomberg nhảy vào cuộc chạy đua đông đúc của phía Dân Chủ vào hồi cuối tháng 11. Ông đã mở văn phòng vận động ở North Carolina và Tennessee đầu tuần trước. Ông Bloomberg sẽ công bố kế hoạch chăm sóc y tế trong tuần này, thưa quý vị. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ theo dõi sát tình hình sau khi Bắc Hàn dọa gửi quà Giáng sinh cho Mỹ. Giới hữu trách Hoa Kỳ hiện đang chăm chú theo dõi Bắc Hàn để xem có chỉ dấu gì cho thấy sắp phóng hỏa tiễn hay không sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ gửi quà Giáng sinh cho Hoa Kỳ. Nếu Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm xa hay thử nguyên tử, thì điều này sẽ chấm dứt việc Bình Nhưỡng tạm ngưng thử nghiệm vũ khí, được coi là chỉ dấu thiện chí với Tổng thống Trump trong thời gian qua. Đây cũng sẽ là một trở ngại lớn lao cho nỗ lực của ông Trump nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn hội nghị giải trừ vũ khí nguyên tử. Bắc Hàn hồi đầu tháng 12 đưa ra lời cảnh báo có thể gửi quà Giáng sinh cho Hoa Kỳ, nói rằng chính phủ của Tổng thống Trump không còn nhiều thời gian để thương thảo với nguyên tử và việc sẽ nhận món quà gì từ Bình Nhưỡng là tùy theo phản ứng của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper hồi tuần qua nói rằng các tin tức Mỹ có được cho thấy Bình Nhưỡng thử võ khí khoảng thời gian vào lễ Giáng sinh. Tư dân Texas bắn chết 3 kẻ xâm nhập vào gia cư. Một cư dân ở Texas đã dùng khẩu súng ngắn của ông để bắn chết 3 người đàn ông lạ khi những kẻ này đã đột nhập vào nhà của ông vào sáng sớm thứ hai. Trong sự việc xảy ra lúc gần sáng, một trong hai cư dân của một ngôi nhà trailer home tại Channelview, cách phía đông Houston khoảng 20 dặm, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài. Theo lời cảnh sát trưởng Ed Gonzalez của Sở Cảnh sát Harris County, hai người trong nhà sau đó nhìn thấy một số người đàn ông mặc quần áo màu tối, có thể có vũ khí và đã phá cửa để đi vào nhà ông. Một trong hai cư dân trong nhà bỏ chạy trốn, trong khi người cùng thuê nhà với ông thì cầm lấy khẩu súng ngắn và đã đấu súng với các nghi can. Người dân có vũ khí đã bắn chết 3 kẻ xâm nhập gia cư. Có thể nhóm này vẫn có đồng phạm và những tên này đã bỏ chạy. Trong quá trình đấu súng thì một trong hai cư dân trong nhà đã bị trúng đạn và hiện được đang cấp cứu tại bệnh viện. Tình trạng người này hiện chưa được rõ. Cảnh sát chỉ biết rằng tình trạng của ông này khá nghiêm trọng và cần phải phẫu thuật. Người cư dân thứ hai thì không bị thương. Hiện vẫn chưa rõ vì sao nhóm này lại nhắm đến ngôi nhà này. Phát hiện xương người tại công viên Joshua Tree, California. Lực lượng bảo vệ công viên đã tìm thấy nhiều mảnh xương người tại một khu vực vắng vẻ ở công viên quốc gia Joshua Tree thuộc miền Nam California. Nhà chức trách chưa phát hiện dấu hiệu gì bất thường nhưng vẫn mở cuộc điều tra. Các hài cốt này được phát hiện vào tuần trước trong một buổi phân tích các hình ảnh chụp tại công viên vào mùa hè vừa qua. Cơ quan công viên đã được thông báo sự việc và nhân viên bảo vệ đã đi bộ đến khu vực này vào thứ Sáu trước, vốn là một vùng địa hình trắc trở, nằm xa các đường mòn đi bộ, và tại đây họ tìm thấy xương người và nhiều vật dụng cá nhân nhưng không có giấy tờ nhận dạng. Hiện chưa rõ vì sao người này qua đời, và vào năm ngoái, những người đi bộ dã ngoại cũng tìm thấy xương người gần một đường mòn ở công viên này. Một lần nữa, kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của CBN. Việt Hoàng và Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại nhanh chóng để tiếp tục với tin Việt Nam và đời sống trong ngày. Cảm ơn quý vị.